Lúc mà mình quen nhau để Quen yêu nhau nhau chưa là chưa 2 cưới ấy, là mấy năm? là 2003, là cách khoảng chừng 2 năm mới cưới. Hai năm là như vậy, là tình yêu như vậy anh thấy là đủ chín mùi chưa? Nó mùi quá rồi. Mùi quá là không, không cưới nhà nhà khác luôn đấy đúng Cái này có nước đi đi đổi máy thì không? được. Đi 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 kiểu này là đi đợt này là đợt thứ ba rồi chứ đâu phải Trời. là. Nhưng mỗi lần đi là đi cách nhau khoảng chừng mấy tháng hoặc năm, đi một lần, lần đi lần 3 tầng, 4 tầng. Lần lần thứ ba Lần rồi. thứ ba, quá tam ba bạn đấy. Vợ anh đi lần đầu tiên là đi đâu anh? Cũng không rành, cũng không biết nữa, cũng cho biết nữa thì Không đi cho biết. theo nó đùm bọc mấy đứa con nó đi, tại vì thương con nó chiều thì nó dẫn con nó đi. Lần đầu tiên là anh nhớ là đi lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? Cách đây là sau dịch. Sau dịch Sau á? dịch là 2 22. 2 22 là đi, nghe nói là đi đâu lên tới Bình Phước. Xa vậy? Cái gì? Không phải. Ở đâu ở ngoài công công ty Phương Trinh á, nằm ở đường cao tốc á, Tân Vạn À Tân Bạn, Mỹ nè. Phước Tân Bạn. Mỹ Phước Tân Vạn. Rồi Vợ anh đợt có quen ai, sau. vợ anh có quen ai đó mà về đó? Tại vì hồi nó vợ có làm ở công ty Mỹ Tú á. Rồi công ty Phương Trinh đó là công ty mẹ. Rồi sau mới nhờ người vô đó làm ở trong đó. Rồi đợt hai đi á, là lên Bến Cát. Thì như vậy đợt này là Lần chưa biết đầu tiên đâu. là đi là bao nhiêu thời gian anh? 2 tuần lễ 2 tuần. Trong 2 tuần đấy vợ anh làm nghề gì hoặc đi với ai anh có biết không? Sống với ai anh biết không? đi với hai hai đứa con Rồi sống với ai anh biết không? vô trong công ty, sống ở trong công ty á, Làm công ty luôn. làm công ty luôn. Lần đấy làm sao mà tự nhiên vợ anh lại ôm 2 con đi? Tại vì cũng cha mẹ vợ chồng thì dạy con, thì vợ thì nó thương con, nó bênh thì súng nhau thì nó cuốn nó đi, nó không cho biết, làm sao mà biết. Gọi là đúng con hư tại mẹ ha. Với đó thì mình cũng có một cái phần lỗi là tại vì mình trách nhiệm của mình làm cha, bây giờ mình bất lực rồi, con cái là không nghe, nó chỉ nghe là theo mẹ thì nó đi theo mẹ, Mà mẹ lại không điều khiển. thì mẹ không điều khiển được. Mà anh từ trước giờ là bỏ đi lần đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Còn lần thứ hai là đi đâu anh? đi Bến Cát cũng đi theo mấy đứa con luôn. Sao con anh bé lớn nhất là năm nay nhiêu tuổi rồi? Lớn nhất thì sanh 2006, 18 tuổi. 18 tuổi, đứa sau là 2010. Vậy là tại sao mà các con anh lại cứ bỏ nhà đi hoài vậy? Thì mình hay la, con thì nó đi chơi tối ngày mình phải hay la. Nhưng bây giờ cái tuổi đó tuổi hư hỏng, bắt buộc mình phải la. Đôi khi vợ chồng mình phải xích mích thì đâm ra mất, nói chuyện như vậy thì đùm bọc nhau đi đi về. Mà đợt này là đợt thứ ba rồi. Anh cho hỏi là con anh hiện nay còn học không? Nghỉ học hết rồi, đứa nào cũng lớp 6 là ra trường hết rồi. Ồ, ra trường, hai đứa con anh ra trường sớm hả? Thường thường là ra trường là ít nhất là phải 18 tuổi. Thì bảo Mà vậy. con anh nhỏ mà nó ra trường chắc là Học giỏi mà. học giỏi, mẹ dạy sớm, mẹ dạy giỏi nên là ra trường sớm hả? Rồi anh cho hỏi là con của anh là hai bé trai gái? Thằng lớn là con trai, sau thì con gái, Một trai một gái. một trai một gái. Anh hiện nay đang làm nghề gì anh? Làm nghề cơ khí, Còn vợ? vợ thì công ty may. Rồi vợ anh đi lần thứ ba ấy, là mới đây đúng không? Mới đây Là đi lần thứ ba là bao nhiêu ngày đấy cả đi hầu thứ hai là ngay cái bữa 26, 26 tây Tháng 2 tháng năm 2 2024. 24 Lần cuối cùng này đi là anh có biết tại sao vợ anh bỏ đi không? thì chiều con, thì con gái thì đòi bỏ đi thì mẹ thì cứu cố theo giữ. Tại Đi sao bây không? giờ là điện thoại, là Zalo, Facebook là chặn hết, Ồ, kỳ vậy. không có liên lạc gì được luôn. Anh cho hỏi là vợ anh trước đi làm ở công ty ấy, sáng đi tối về hay sao? Sáng đi tối về. Hai vợ chồng anh ấy là lâu rồi, những năm gần đây là hai vợ chồng tình cảm có ổn định không? Đôi khi cũng ổn định, đôi khi cũng có gây gổ, cũng phải có xích mích miếng. Nhưng mà thường thường là xích mích cái chuyện lớn nhất là chuyện gì vậy anh? Không có chuyện gì lớn hết, thì cái nào vợ làm nó cứ ỷ cứ coi trên mạng chứng khoán này nọ. Vợ chơi chứng khoán hả? Hay Không, coi? không có chơi, chỉ coi, định học hỏi. Nó nói mấy cái đó là toàn là lừa đảo không. Mình mới ngăn cản, mình mới nói một câu á, nếu mà bước vô cái đó, nước bán xe bán cộ, mình có nói, mình cấm cản, rồi đâm ra xích mích, rồi lớp con Gọi là vợ anh muốn làm giàu. muốn làm giàu và giàu không đúng cách.
chứng khoán là người ta nhất là người ta phải kiến thức, người ta phải am hiểu hoặc phải học qua thì mới, hoặc là phải có tiền. Đương nhiên như bây giờ ở chỗ mà xài chơi chứng khoán lấy gì mà chơi sao nổi, lấy gì mà ăn. Cái thứ nhất là phải đầu tư nhiều, mà cái thứ hai là có thể đầu tư có thể mất trắng, có thể là lên người, và có thể là lúc lên voi, có thể lúc xuống chó đó, anh nhìn đúng không, có thể lên người nhưng mà lên thì ít mà xuống thì nhiều. Lên là với những người người ta có kiến thức, là người ta qua trường lớp đào tạo và người ta có căn bản, còn mình không am hiểu thì mình chỉ xem trên mạng, mình nhảy vô là mình chỉ là công nhân mà đòi chơi chứng khoán lấy cái gì chơi, bức lắm mít chơi hả? Đúng rồi, lắm mít bây giờ cũng ít người trồng anh, chỉ có về quê mới người ta mới trồng nhiều. Thì bởi vì mình mới cấm cản, mà đâm ra mới có sự cố. Anh từ trước là anh có đánh vợ bao giờ không? Đôi khi cũng vẫn có, mà lâu lắm mà chưa quýnh. Khoảng bao nhiêu năm là anh không quýnh vợ? Cỡ năm mấy rồi đó. Năm mấy? Năm mấy? Cũng có quýnh. Mà quýnh không có nặng. Thường mâu thuẫn gì mà mình phải... Thì chẳng hạn như là mua này mua nọ, thậm chí mà mua xe cho con phải giấu mình. Mà con thì năm nay bao nhiêu tuổi? Mới có 13, 14 tuổi à. Mua xe gì vậy? Wagyu. Con gái. Nhỏ xíu vậy đã đủ tuổi đâu mà mua xe. Thì bởi vì vậy 18 tuổi mới đủ tuổi. Mới đủ tuổi mua. Mà cái từng tuổi đó mà mua xe. 13 tuổi thì con anh chỉ đi xe đạp được thôi. Thì đó. Cùng lắm xe đạp điện nè. Mà mua xe Valio thì quá đòi hỏi. Quá đua đòi chứ đừng nói là đòi hỏi. Những người mà mua xe cho con như vậy, một cái xe trị giá 5-60 triệu như vậy ấy, là những người người ta kinh tế phải thật tốt. Điều thứ nhất, điều thứ hai là người ta phải như thế nào. Còn mình thì đồng ý là mua cho con được là điều tốt, nhưng mà mua này là quá sức. Mua thì... là quá hết, tại vì nó làm thì nhỏ gái thì nó làm, cũng có đi làm, làm mà nó trả góp. Mà cái tuổi nó không phải cái tuổi đi làm, mà cũng không phải cái tuổi đi xe. Đúng rồi. Quá nhỏ tuổi. Nếu không may có điều gì xảy ra là anh gia đình anh phải người chịu. Bởi mua xe thậm chí còn giấu mình nữa mà. Bởi nhiều lúc la gầy thì cái đó là cái trách nhiệm cha mẹ cấm cản. Còn là anh muốn dạy con theo một cách nghiêm túc, nhưng mà vợ thì quá nuông chiều con. Với anh nghĩ 13, 14, 15, 17 tuổi chưa được đi xe nữa. 18 tuổi đổ lên mới đủ tuổi. Mà phải có bằng. Thì bởi vậy. Mà con anh 13 thì chưa ai cấp bằng, chưa ai cấp giấy tờ. Có mẹ cấp. Thậm chí là mẹ cấp rồi, còn căn cước bây giờ cũng chưa có luôn. Chưa có. 13 căn cước còn chưa có. Hiện nay không biết giấy tờ. Vậy là vợ và con của anh bỏ nhà đi, hai đứa con luôn. Đi một thằng trai thì nó đi làm ở bên nhà bạn gái đấy rồi. Còn nhỏ gái thì cũng đi làm mà đi theo mẹ nó. Còn chính thức là một bé theo mẹ. Còn bé trai thì vẫn bình thường đúng không? Những bình thường. Con trai tối có về không? Hay lâu lâu ít có về lắm, lâu lâu nó mới về, tại nó ở bên nhà bạn gái đó mà. Lâu này hai vợ chồng anh này có ngủ chung không? Có. Mình có tất cả mọi chuyện, có sinh hoạt có bình thường không? Bình thường, vẫn bình thường. Anh có nghi ngờ là vợ anh có mối quan hệ nào khác không? Nghi ngờ thì mình không có nghi ngờ, mà con cái là nuông chiều con mới đâm ra mới xích mích thôi. Thế sao hai vợ chồng anh không ngồi lại để nói chuyện với nhau? Mình nói đôi khi mình có muốn nói lắm, mà vợ sáng thì đi làm sớm, thậm chí mà tăng ca tới 8:30, rồi về phải phụ mẹ đang lục bình kiếm thêm, mà đôi khi tới 11, 12 giờ về, mình thì làm chồng mình phải xót. Đôi khi mình kêu về sớm thì không chịu về, cứ làm kiếm đồng tiền nó nuôi bệnh hay gì. Anh nghĩ một ngày anh ngủ được có mấy tiếng đồng hồ, anh chịu nổi không? Mà trong khi anh áp lực ở trong công ty một ngày 8 tiếng, anh về làm thêm 4 tiếng nữa là một ngày chạy ra 12 tiếng à. Rồi lớp bệnh hoạn. Có thể là vì áp lực, đôi khi là vì vợ anh lỡ mua xe mua pháo cho các con, nên mình phải đóng trả góp trả nóng trả nguội chẳng hạn. Cũng có thể là vợ anh phải cố gắng. Biết rằng là cố gắng, mà trong khi con bé gái nó cũng vẫn đi làm, nó vẫn góp bình thường. Hàng tháng mình đi làm có tiền, hoặc là hàng quý đôi... mình làm có tiền để có đưa cho vợ không? Thì đôi khi chẳng hạn như cái nghề của mình đó là làm cái nghề tự do. Cái đôi khi thì cũng làm nhiều ngày, rồi cái đôi khi làm tháng này, làm tháng sau thất nghiệp. Lúc có việc, lúc không có việc. Lúc có, lúc không, tại làm tư nhân mà. Cuộc sống vậy cũng căng nha. Anh ở Bình Dương hiện nay có nhà không anh? Bây giờ là hiện tại đang ở trọ. Mình vẫn chưa có nhà.
Chưa ở nhà. Mình có chuẩn bị tính đến để mua nhà, mua đất gì không? Thì đất đai thì có rồi. Bây giờ là chờ là xây là xong phải không? Ừ, tốt ở trên Bình Phước lận. Đó, mình cũng chuẩn bị lên phương án là xây một căn nhà ở cho nó thoải mái. Chưa đâu. Tiền kiếm chưa có làm sao mà. Thì cứ xây từ từ mình trả sau. Ví dụ như mua xe cho con này, mình dành dụng lại mấy lần mua cái xe đó. Cái xe nếu đó chắc 5-6 triệu đúng không? 40 mấy triệu. Nếu mà mua xe, không mua xe thì xe đâu rồi đi chơi. Tại con cái bây giờ khó dạy lắm. Đúng rồi. Đua đòi. Tuổi trẻ bây giờ là ương bướng ha. Không nghe lời cha mẹ. Nếu mà nghe lời cha mẹ thì cha mẹ đâu có đến nỗi mà như vậy. Phải đi cài đi bừa ở nhưng nhà trọ mà. Tại sao mà em đang thắc mắc là tại sao mà vợ anh ấy có mâu thuẫn gì, dù rằng vợ anh bênh con đi chăng nữa, nhưng mà đồng ý hai mẹ con dắt con đi, nhưng mà có thể là vợ anh vẫn phải trò chuyện về nhà hoặc là vẫn phải đi không trò chuyện, đi lúc nào là cũng lẳng lặng mà đi chứ đừng có nói là trò chuyện. Vậy là em thấy có những dấu hiệu rất bất thường, có thể là vợ anh cũng mượn cớ hoặc là có thể là vì lý do nào đó, chứ còn bình thường vợ anh đi mà nếu mà để bao bọc cho con hoặc là đến kèm gặp con thì ít nhất là vợ anh không có con ở đó, hoặc là vợ anh ra chỗ khác vẫn phải nói chuyện với anh. Nhưng mà đây hoàn toàn ít lắm chuyện. Tại vì đi thì đi sớm, khuya thì về muộn, làm sao mà có thời gian nói. Như là sáng thì 6 giờ rưỡi đi, rồi chiều tối mà đi xuống nhà bà già làm bà. Anh có nghĩ rằng hay là vợ anh hết tình cảm hoặc không còn tình cảm với anh nữa? Cái đó thì không biết. Anh có nghĩ điều đó vẫn, cũng vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng mà lâu nay không nói chuyện nữa. Cũng vẫn có nói, cũng vẫn bình thường. Nhưng mà từ hôm đi là không nói chuyện. Từ lúc mà chủ nhật hai đứa mà đi chùa ở Tây Tạng nè, rồi qua ngày mai là bắt đầu cũng vẫn đi làm, rồi xong xuôi về mất tiêu. Tại vì làm trong công ty nhỏ cháu thì điện thoại vô công kêu nhỏ cháu hỏi, thì nhỏ cháu nói là nghỉ 4 ngày rồi. Ồ, nghỉ vậy nghỉ đi đâu? Không biết, tại mình đi làm mà, chứ đâu phải tối ngày cứ bám đuôi. Vậy em đang nghĩ là vợ anh có cái gì đó sai sai. Thì đó. Chứ nói vợ đi theo con thì là phần. Thì bởi vậy. Nếu mà vợ anh đi một cách bình thường thì mọi việc không có điều gì mình sợ. Nhưng sợ nhất là vợ anh đi quen một người đàn ông không đáng và không ra gì. Và thì bởi vậy. Mà con gái anh năm nay cũng 13 rồi. Đang ở tuổi tâm sinh lý đang phát triển. Mà lỡ ngỡ là những ông tướng này ông ấy ăn cả mẹ ăn cả con. Em nói thật đấy. Thì đương nhiên rất nhiều câu chuyện đã xảy ra như thế rồi, mà hiện nay là đã có rất nhiều rồi. Thì khôn mà nhờ dạy chịu thôi. Đó. Nên khi mà gia đình phát hiện được, mẹ phát hiện được thì bỏ người tình hoặc bỏ người yêu đi thì quá muộn. Câu chuyện đi xa. Người chồng biết được là gọi nó là chịu không nổi luôn. Đó. Nhưng mà còn vợ anh mà đi theo con mà hai mẹ con cùng làm một chỗ. Bây giờ là hiện tại bây giờ là mình không biết là ở đâu, điện thoại, Zalo, Facebook chặn hết toàn bộ. Làm sao mà biết? Vợ anh là trước khi đi mới chặn hay là đi rồi mới chặn? Thì cái bữa đó là dắt tối vẫn điện thoại được, rồi bắt đầu điện lại sao là chặn hết toàn bộ. Anh thấy có gì sai sai bất thường không? Thì bởi vậy. Em thấy là như vậy là sai. Cái đó mình không có quan tâm, mình cũng không biết mà điện thoại không nghe máy nhắn. Trước đây hai vợ chồng anh với các con ở nhà là anh có quan tâm đến vợ con là nhiều không? Thì mình thì đi làm, cái đôi khi làm, cái đôi khi nghỉ. Thì đâm ra bây giờ làm với kiếm tiền. Vợ anh có than phiền là anh không quan tâm hoặc anh không đưa tiền không? Thì đôi khi cũng có. Vậy là kinh tế gia đình mình liệu có ổn không, anh có thiếu tiền ai không? Thì cũng có thiếu, chút đỉnh. Nếu thiếu ít thì nó là bình thường thôi. Ừ. Để mà dư giả thì đâu phải ai gia đình nhà cũng dư giả đâu. Đương nhiên. Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn mà. Em đang nghĩ là vợ anh có mối quan hệ nào khác ngoài luồng. Như đó thì mình không có vậy cho mà nên là, chứ không có lý do để vợ anh chặn số của anh ấy. Không có một cái lý do gì để mà phải chặn số điện thoại của chồng. Mà nhỏ gái chặn luôn. Con gái cũng chặn luôn. Chặn hết luôn. Hai mẹ con âm thầm. Đó, như thế là anh thấy như sai nữa. Chứ đồng ý là cứ cho là vợ anh quan tâm đến con, mà vợ anh không muốn áp lực cho con, mà vợ anh muốn đưa con đi để hai mẹ con cùng sống, để tách ra môi trường, tách ra một thời gian, là tách cha con không gặp nhau, để có thể cha con này để từ suy nghĩ hiểu nhau. Thì vợ anh vẫn phải để thông tin để liên hệ. Anh ơi, anh đang làm gì? Em và con đang ở đây, anh ăn cơm chưa? Anh khỏe không chà? Mà vợ anh hoàn toàn chặn tin nhắn. Chặn hết toàn bộ.
cứ cho là con của anh có chặn đi chăng nữa thì vấn đề là mẹ đôi khi không biết, nhưng mà mẹ không thể, điện thoại của mẹ không thể chặn của cha được, đúng không? Có thể là vợ anh đang sai sai cái gì đó, em thấy là rất sai, cái này em thấy không có thể bình thường đâu. Vì vậy anh phải nghiên cứu lại cái mối quan hệ, và đặc biệt là cái cuộc hôn nhân này. Anh có tin tưởng vợ không? Vẫn tin tưởng. Tại vì vợ chồng sống nhau gần 20 năm rồi. Những lần mà vợ anh bỏ đi lần trước về, anh có hỏi gì vợ không? Thì chứ Dũng vẫn hỏi. Thì hô là lên cho công ty, vô công ty làm. Nhưng mà vợ anh có nhận gì sai không? Cái đó thì mình cũng không để ý, thì mình cứ hỏi đi đâu, ở đâu thôi. Nhưng mà không, đang hỏi là vợ anh tự dưng đùng đùng bỏ nhà đi như vậy á. Như thế là đối với em là sai. Còn với anh thì như thế là vợ đi như vậy là sai, đúng. Như anh bây giờ tự dưng không có chuyện gì xảy ra, mà tự dưng anh cùn cụt anh đi, anh đi đó biệt tâm trong một thời gian anh quay về, thì anh là sai, đúng. Anh thấy mình như thế là sai, đúng. Ừ. Đúng không? Theo anh là sai, đúng. Tự dưng mà mình bỏ nhà đi như vậy, trong một thời gian mình quay về, mình chán thì chán là mình quay về, hết đường mình quay về, là mình đúng hay mình sai? Đương nhiên phải sai rồi. Thế vợ anh như thế đi năm, đi vài ba lần như vậy, em khẳng định với anh như thế, đi thế là sai. Dù bất kể lý do này, nó phụ nữ mà đã bỏ nhà đi, hoặc chồng hoặc là đàn ông mà bỏ nhà đi một cách biệt tâm như vậy, không có thông tin gì, mà trước khi đi không thông báo, không hỏi ý kiến, như vậy là sai. Mà anh về như vậy có xin lỗi anh không? Không có xin lỗi. Về mình cũng vẫn, hai lần trước mình cũng vẫn nói chuyện này nọ. Còn cái chuyện mà vợ chồng ấy, thì vợ chồng anh gần đây nhất, thời gian gần đây trước khi vợ bỏ đi, hai chồng có ngủ chung không? Có. Mọi chuyện xảy ra bình thường không? Bình thường. Anh thấy là cái tình cảm vợ dành cho anh là có khác không? Cũng bình thường. Cũng vợ chồng vẫn ngủ chung mà. Tại vì nhỏ gái thì nó lên ngoại nó ngủ rồi. Vợ là nhà chỉ có hai vợ chồng. Ừ. Có nhiều người phụ nữ người ta rất kín, người ta rất khéo. Nhiều người đàn ông nếu không tỉnh, không phát hiện. Em nghĩ rằng có thể là anh mải mê công việc kiếm tiền, không phải là bỏ bê vợ con, mà có thể là anh thiếu sự quan tâm. Vì vậy cho nên đôi khi là vợ mình không nhận được cái tình cảm của người chồng dành cho vợ và các con. Vì vậy cho đôi khi là vợ anh rảnh, có thể là rảnh lên mạng và tìm hiểu hoặc quen biết với ai đó khác giới, đến giờ phút này quyết định là ôm con đi thôi. Và dắt con đi chỉ là một phần, đó là cái cớ. Nếu nay mai vợ anh về thì vợ anh lại kiếm cớ, hoặc vì lý do nào đó tìm thấy, thì vợ anh bảo tôi dắt con phải đi chứ ở nhà này ông chửi bới nọ kia, nó không chịu lỗi, nó bỏ đi không biết đường nào kiếm, thì đó là cái cớ. Có rất nhiều câu chuyện như vậy. Giờ đến phút này anh có mong muốn là vợ quay trở về? Đương nhiên thì gia đình phải, đương nhiên phải vợ chồng mà nó ở mới sum họp. Thì nếu mà ví dụ mà lỡ mà vợ có như vậy thì mình tính tiếp nữa. Em thấy là câu chuyện này nó hoàn toàn là nó không có bình thường. Với anh cho là bình thường, nhưng với em nghĩ là nó câu chuyện nó không bình thường. Em nói thật. Vợ anh Duy này nó có một cái vấn đề gì đó, nó bí ẩn. Thì còn duyên thì còn sống chung, còn hết duyên thì mạnh đường nào ai nấy đi. Dễ mà. Bây giờ cuối cái cuộc trò chuyện này hiện nay cũng trên dưới 20 phút rồi. Dạ. Anh hãy nói chuyện với vợ anh nói chuyện làm sao một cách nghiêm túc, chân tình, thật tình nhất. Trên video này hy vọng bây giờ mỗi ngày lên trên nhờ cộng đồng anh Hải. Nếu mà vợ có coi được cái video clip này, dẫn con về đi. Muốn cái gì về nhà vợ chồng mình nói chuyện. Với vợ cứ đi sáng, đi sớm về khuya là vợ chồng mình không có cái gì để mà nói. Chỉ biết ăn với ngủ là xong. Về đi. Rồi mình gặp mặt nhau nói chuyện, được thì ở không được, chia tay. Mong về sớm, nói chuyện. Điện thoại, Zalo, Facebook đừng bao giờ chặn. Lỡ mắc dịch, mắc gió, không biết đâu mà tìm. Rồi cảm ơn. Nếu còn duyên thì mình tiếp tục. Còn duyên thì ở, còn hết duyên thì mạnh đường ai nấy đi. Đồng ý là không ai mong muốn cái điều hết duyên. Ừ. Nhưng mà buồn đôi khi cũng phải chấp nhận. Đôi khi nó là thực tế, là vẫn là thực tế. Hy vọng là chị gái này đang ở đâu đó, chị xem được video này, chị hãy quay trở về cùng gia đình. Nếu vì lý do nào đó mà chị không về được thì chị hãy liên hệ cho các anh em Hiệp sĩ Bình Dương để các anh em có hướng để giúp chị và các con chị. Rồi.
Chị có điều nào muốn nhắn gửi con gái của anh, có một điều nào anh nhắn gửi con gái không? Thì con gái thì nó đôi khi mình làm cha thì mình cũng có hơi nặng lời. Thì coi được thì hai mẹ con tranh thủ về đi, rồi về nói chuyện với ba mẹ, rồi muốn làm gì làm, lớn hết rồi, có lông đủ lông đủ cánh rồi, tự tung tự tác. Rồi cảm ơn anh em hiệp sĩ. Rồi thực sự là hôm nay anh về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ cái câu chuyện nào. Dạ. Em thấy nó có trong cuộc sống hôn nhân mà, ở đây thì em chưa nói là ai sai ai đúng trong câu chuyện này, bởi trong gia đình nhà nào cũng có những câu chuyện khúc mắc xảy ra. Ok. Đấy, nhưng mà mỗi một gia đình có một cách và một hướng và một cái tình huống khác nhau, của anh thì khác, của người khác khác anh. Nhưng mà ở đây thì anh em luôn luôn có hướng muốn, mong muốn tất cả các cô chú anh chị về đây là các anh em ở dưới Bình Dương giúp, mong muốn là mọi người có một cuộc sum họp đoàn tụ tốt đẹp nhất anh ạ. Không ai mong là mình chia tay nhau hoặc mình rời xa nhau anh ạ. Vậy dù gì thì anh và vợ cũng sống nhau rất nhiều năm rồi, 20 năm rồi, cũng có từng nếm trải rất nhiều cái. Thì bây giờ mong muốn vợ coi được cái video clip này thì vợ cứ tranh thủ về đi. Nếu mà còn duyên thì còn ở, còn hết duyên thì mạnh đường ai đấy đi, chứ đừng có mà đi mà không nói, tức lắm. Rất khó chịu à? Khó chịu. Được, không được, đi về nhà má tôi ở. Tôi không phải cái thứ đó, trôi xong là chợ. Rồi cuối video em xin phép được thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, em kính chúc anh cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Dạ. Hy vọng trong những ngày sắp tới là anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin chính thức vợ và con gái anh đang ở đâu anh nhé. Dạ ok. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức chị gái là đang sinh sống ở đâu thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương theo số điện thoại 0913785858, anh em sẽ tìm cách để khuyên giúp chị gái ôm con quay trở về cùng gia đình. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.